Hà Tĩnh, bất cập cầu dân sinh chắn đường dân. Vừa qua, người dân tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh liên tục phản ánh về tình trạng thi công cầu cửa thờ, chắn 1/3 đường dân sinh khiến việc đi lại, sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Có mặt tại xã Tân Lộc, phóng viên Dân Việt ghi nhận hạng mục cầu cửa thờ thuộc dự án đường liên huyện Can Lộc, Lộc Hà do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và công ty cổ phần 471 thi công. Cầu đi lại chắn một phần đường nên việc đi lại khó khăn hơn trước rất nhiều. Theo thiết kế, giáp ranh giữa cầu cửa thờ và đường dân sinh của thôn Tân Thượng có phần đất của ông Nguyễn Duy Bửu, 63 tuổi phải giải phóng mặt bằng. Nhưng hiện nay phần giải phóng này chưa thực hiện được nên xảy ra tình trạng cầu chắn đường. Nó thực ra là cái đường này là cái đường nó có từ hồi xưa rồi các chú ạ. Nhưng mà được thực tế là bây giờ là khi thi công cái cầu này là từ án làm sao chứ chịu hết từng này đường của dân này. Đấy. Nó ra đây. Bây giờ là dân là họ đòi hỏi phải trả lại một vòng hoặc là một cái họ. Điện xã luôn đó, kiểm trì luôn trên này. Chứ bây giờ con cậu đi học là đi hành với đây. Dân đi làm là đi đấy cả. Đường này là họ đến mua để gặt thải với lại thóc lụa với lại chở vật liệu xây dựng là toàn đi đường này nó nhiều chứ. Dân mua cái bây giờ cả một cái xóm này đấy thì đi qua đó của họ cũng đi trên cái xóm kia cũng đi qua cầu kia sang đấy. Mà bây giờ thử án làm thế nào bây giờ chặn đường của bà con ấy như thế thôi, chỉ có phần an thế thôi. Bây giờ là dân họ nói thế như làm sao tạo điều kiện để là mở rộng cái ngược của cua ra cho dân họ đi cho thoải mái họ chứ bây giờ đường là hẹp rồi ấy. Nói chung là như nhà bà có là nứt hết này, nứt ngang nứt dọc nứt bậy cái con đường này nó cũng nứt rửa đó thế. Bây giờ nói chung là mày lũ mày đồng á, nó làm ảnh hưởng dân nói đi về vào trong xâm nhà coi nó nứt hết nứt ngang nứt dọc ấy. Một người dân địa phương nói họ làm cái cầu quá vô lý, làm xong cái cầu người dân đi lại không có đường nữa, chiếm 1/3 đường. Mong muốn của người dân là các cơ quan chức năng làm như thế nào đó để dân có đường đi làm cho thoải mái. Đây là đường huyết mạch của xã Tân Lộc, nối đi các xã trong lân cận. Vào mùa vụ làm nông nghiệp, bà con thường sử dụng các loại xe lớn để chở vật tư nông nghiệp, giao thông qua lại tấp nập. Việc cầu làm chắn một phần đường dân sinh khiến công việc của bà con ảnh hưởng, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trả lời về vấn đề trên, ông Phạm Quang Hòa, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh, khi thi công đã có những ảnh hưởng nhất định vì điều kiện, phạm vi công trường khá hẹp, vị trí xây cầu gặp các mặt bằng thi công khá vướng, vừa có hệ thống nước sạch, vừa có hệ thống điện. Phía cuối tuyến mấu 2 thì vướng chua, phần mấu 1 nơi các hộ dân phản ánh, thì có hộ dân huyện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Phương án thiết kế cũng đã có giải pháp mở rộng phần vuốt nối.